Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi viện lập pháp của nước này thảo luận thêm về dự luật chống thâm nhập mà chính phủ cho là cần thiết để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Đảng dân tiến cầm quyền của bà Thái đã bắt đầu thúc đẩy thông qua luật này trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 11 tháng 1 và nó có thể được thông qua trước cuối năm nay. Đảng đối lập chính của Đài Loan, Đảng Quốc dân, vốn ủng hộ quan hệ thân thiết với Trung Quốc, đã lên án dự luật này là một công cụ chính trị của bà Thái và đảng của bà để giành phiếu trong khi tìm cách mô tả họ là những đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một buổi trình bày chính kiến với các ứng cử viên khác được truyền hình trực tiếp, bà Thái cáo buộc Trung Quốc đang lợi dụng chế độ dân chủ của Đài Loan để phá hoại nền dân chủ của hòn đảo này. Tôi phải nhấn mạnh điều này thông qua dự luật chống xâm nhập không chỉ là khuyến nghị của riêng đảng dân tiến, mà đó còn là lo ngại chung về vấn đề xâm nhập, bà nói. Trong khi đó, ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc Du của Đảng Quốc dân chống đối lập trường của bà Thái nói rằng quan hệ xuyên eo biển Đài Loan phải mang tính hòa bình và giúp làm ra tiền, giúp tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế của Đài Loan và giúp người dân Đài Loan có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận can thiệp vào chính trị ở Đài Loan. 好，这先把神镜头交给彭内。